Virtuous Sangha, out of compassion for the sake of this assembly and all living beings, please turn the wonderful Dharma wheel to teach and guide us how to end birth and death, leave suffering and attain bliss, and quickly realize none burden. Cung thính đại đức tăng thính, vì thứ pháp hội cập nhất thiết chúng sanh, tình chuyên diệu pháp luân nhau đạo ngã môn, như há liêu sanh thoát từ ly cố đạc lạc, tổ chương vô sanh. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Homage to the blessed, noble, and perfectly enlightened one. Namo Sadantu Suchedo Ye La Hudi Samyao Sanputosye. Namo Sadantu Suchedo Ye La Hudi Samyao Sanputosye. Namo Dadatha Doya Daya La Hade Tamyo Tambo Datoa. Namo Dadatha Doya Daya La Hade Tamyo Tambo Datoa. The unsurpassed, profound, subtle, and wonderful Dharma in 100,000 million aeons is difficult to encounter. Now that I'm able to see and hear, I will receive and maintain it. I vow to fathom the thus come one's true and actual principles. O sang san san wei miao fa, bai qian wan jie nan zao yu, wo jin qian wan de shou zhi, yuan jie ru lai zhen shi yin. O Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Qingliang, Venerable Shenhua, Venerable Love Home people and all good new advisors, Amitofo. Amitofo. Chufo Pusa, Jingyang Ta Shi Shifu Shangren, Uwe Chijang Ren, Uwe Shan Chi Shi, Amitofo. Amitofo. Chifo Pota, Kinh Thơ, Thanh Lương Quốc Sư, Hòa Thượng Thiên Hóa, Quý Thầy Cô và Quý Vị Đại Sĩ Thiện, Thị Thức A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. All right, thank you everyone. Cảm ơn quý vị đã tới. Today is ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2021. Chúng ta tụ tập ở đây để tiếp tục bàn thảo phần mở đầu của Kinh Hoa Nghiêm do Thanh Lương Pháp Sư soạn thảo. Cảm ơn rất nhiều. Chúng ta đã gần tới phần cuối rồi. Hiện tại chúng ta đang là ở tấm 214. Đang nói về những cảm ứng. Tại sao nói là cảm ứng? Bởi vì người ta không có biết. Họ không có biết hơn nữa. Chính vì vậy mà cần phải có những cái phép lạ, những cái việc khác thường để mà khiến cho họ hứng thú và tăng trưởng lòng tin cho họ. Cho nên đó là bản chất của con người. Bên chứ nếu không, tại vì bên đạo Công giáo là họ chiếm đại đa số ở trong cái trái đất của chúng ta, và họ nói về rất nhiều những phép lạ và rất nhiều những sự hy sinh. Rồi nói là phép lạ không thì cũng không đủ đâu, nhưng mà nói về những sự hy sinh của những người cha đạo ở bên đạo Công giáo nữa.
Rồi những vị bên đó là đối với thầy là họ cũng là những người Bồ Tát, đó là theo thỉnh kiến của thầy. Cho nên những phép lạ này là sẽ khiến cho lòng tin tăng trưởng rất là nhanh. Và sự khác biệt ở trong đạo Phật đó, là chúng ta không có nói về như vậy, chúng ta cũng không có rao giảng nói rằng đó là phép lạ. Tại vì tại sao không có nói như vậy? Tại vì thường thường là sẽ khiến cho quý vị tham lam hơn, tham lam cái phép lạ. Cho nên là quý vị sẽ chấp trước vào những cái tiểu lợi. Ví dụ như sư phụ của thầy Hòa Thượng Tuyên Hóa, khi ngài mới bắt đầu đi giảng dạy ở bên tàu, rồi ngài đi vòng vòng, rồi ngài chữa bệnh cho rất là nhiều, mà chữa bệnh cũng là một phần của phép lạ nữa. Và ngài cứ tiếp tục làm trong suốt cuộc đời nói pháp của ngài với vai trò là người tổ sư. Cho nên đối với thầy đó chính xác là cái điều mà khiến cho thầy để ý, thầy hứng thú, tại vì thầy nghĩ rằng thầy không có biết được những người nào khác mà có khả năng chữa bệnh cho người ta giống như là ngài, mà hoàn toàn không có cần nỗ lực gì hết. Cho nên chúng ta cần phải có phép lạ, và nó rất là lợi lạc. Cũng tương tự như vậy, Kinh Hoa Nghiêm này, chúng ta cũng cần phải có phép lạ để mà mang đến những cái lòng tin sâu đậm. Và trong quá trình trao truyền Kinh Hoa Nghiêm từ bên Ấn Độ đi qua bên Tàu, thì cái quá trình thông dịch rất là khó khăn, và cái việc ghi xuống kinh điển cũng rất là, có thể là cũng không có khó khăn giống như là thông dịch đâu, nhưng mà cũng tốn rất là nhiều thời gian để mà ghi xuống, tại vì bộ kinh này rất là dài, mà thời đó không có những nhà in, rồi cũng không có máy tính để mà sửa chữa chỉnh sửa đâu. Cho nên có rất là nhiều những cái khó khăn mà những vị tăng ni thời ban đầu họ phải bỏ công sức hy sinh ra. Thì như vậy, nhờ vậy mà chúng ta thời sau này chúng ta mới có khả năng hưởng lợi lạc từ những trí huệ có thể coi là trí huệ cao nhất ở trong đạo Phật. Và trong quá trình mà khi mà ghi xuống biên chép kinh điển hoặc là thông dịch, thì họ mới nói rằng có rất là nhiều những cái sự cảm ứng xảy ra, và nhưng mà người ta chỉ ghi lại một vài điều thôi, tại vì đây là những người trình độ rất là thấp, cho nên là người ta mới ghi xuống những kẻ cảm ứng. Chứ còn những người mà trình độ cao giống như là Bồ Tát hoặc là Phật đó, thì là họ sẽ gạt đi, bảo thôi để yên cho ta đi, đây là những việc mà ta làm mỗi ngày mà đâu có cái gì để mà khiến cho quý vị là phải nhộn lên như vậy, những cái chuyện này nó không có là gì hết đấy. Cho nên là quý vị cũng đừng có mà làm lớn những cái chuyện này. Nếu như mà quý vị thực sự hiểu về đạo Phật đó, khi mà nói về phép lạ thì thật ra là những cái người này chỉ là trình độ thấp thôi. Thầy nói trước cho quý vị biết, mình đồng ý về cái chuyện này đúng hay không, rõ chưa? Cho nên bây giờ là mình đang là ở cái tấm 214. Đây là nói về người Sa Di đang là được huấn luyện. Người Sa Di là Di Ca Bạc ở Vương quốc Vu Điền. Vu Điền này là ở giữa Nepal với lại Ấn Độ, thì nghiêm trì giới luật và chuyên trì tụng Kinh Hoa Nghiêm. Đây là một điều rất là tuyệt vời. Chỉ cần trì tụng kinh này thôi thì phép lạ sẽ xảy ra. Nhưng mà để những cái chuyện đó mà xảy ra nhanh á, thì quý vị tốt nhất là nên phải thanh tịnh bản thân mình là bằng cách là trì giới luật. Và thật ra là khi mà quý vị sống cách đạo đức, thì thật ra là những cái chuyện đại sự sẽ xảy ra, phép lạ sẽ xảy ra, cảm ứng sẽ xảy ra. Tại vì nếu như mà quý vị sống theo cái cách sống thanh tịnh đạo đức, thì quý vị sẽ thấy được nhiều những cái chuyện lớn nó sẽ xảy ra cho quý vị.
So this is a concept that's, và đây là khái niệm not available in Western mà thời culture. Bây giờ bên phương Tây họ văn hóa của họ không có. Bên phương Tây và văn hóa phương Tây là họ rất là bám chấp vào những điều vật chất và bám chấp vào kết quả mà họ không có thấy được. Họ cần phải thấy được cái mối quan hệ tại sao nó xảy ra như vậy. Còn trong khi đó, Phật giáo là cái đạo của nhân và quả. Thì như vậy là quý vị sẽ có thể thấy được cái mối liên hệ giữa cái nhân và cái quả, nó đến từ cái nhân đó. Và cần phải có trí huệ của bên đạo Phật thì mới thấy được như vậy. Cho nên những người bên phương Tây họ không thấy được sự quan trọng của cái việc là sống đạo đức, là một người đạo đức. Cho nên quay trở về tấm 214, thì người Sa Di này là tu hành mỗi ngày, sống cuộc sống rất là đạo đức và chuyên trì tụng kinh Hoa Nghiêm. Thành ra là cứ trì tụng kinh Hoa Nghiêm, đơn giản như vậy thôi. Và chuyện kỳ diệu xảy ra thì đột nhiên có một người chắp tay hiện ra và nói là chúng sanh cõi trời muốn mời ngươi, xin hãy nhắm mắt lại. Và ngay tức khắc thì người Sa Di đã đến được thiên giới và thiên đế vua trời quỳ gối xuống rồi mới nói là đã liên tiếp bị thua trong các trận chiến với Atula, có nghĩa là cái người trên trời là họ đánh nhau với Atula là họ thua. Thì cái chuyện này xảy ra, đây là điều mà Hòa Thượng Tuyên Hóa giải thích. Trên cõi trời ở phía cao, trên cao của chúng ta có hai loại người giống người ở trên đó, mà họ đấu tranh với nhau, họ đánh nhau để mà tranh giành cái sự ảnh hưởng. Dĩ nhiên á, đầu tiên ở số một ở trên trời á, thì quý vị có những vị thiên nhân, rồi quý vị có vua trời hoặc là các vị thiên thần, thì đó là những người mà thiên nhân họ có phước trời. Và vì có phước trời cho nên là họ mới sống ở trên cõi trên trời như vậy. Họ xứng đáng để sống ở trên đó. Quý vị cần phải tạo ra thiên phước để mà thì như vậy khi mà tới hết cái cuộc sống này rồi thì quý vị sẽ được sanh lên cõi trên đó. Và đó là kết quả của việc tạo ra thiên phước. Đó là những cái việc mà người bên đạo Công giáo là họ làm rất là tốt, là họ dạy cho dân chúng của họ tạo ra thiên phước. Hoặc là họ tu những cái pháp ngoại đạo, ví dụ như là đạo Hindu hoặc là đạo giáo vân vân. À, xin lỗi, không phải người bên đạo giáo á, họ không có sống ở trên cõi trời đâu, mà họ sống ở trong cái cõi người của mình. Thì họ dạy cho quý vị nhiều cái phương cách để mà giúp cho quý vị đi lên cõi trời. Bên đạo Phật á, thì chúng tôi cũng khuyên quý vị là nên sanh lên cõi trời, đặc biệt là những người mà họ theo bên giáo pháp của Tiểu Thừa. Thì giáo pháp của Tiểu Thừa nói rằng là quý vị nên có cái bản sanh tốt trong cuối đời này, có nghĩa là phải né bị đọa vô những cái cõi xấu, là cõi súc sanh, cõi ngạ quỷ và cõi địa ngục. Đó là ba cái cõi rất là xấu, phải né. Cho nên nếu như mà quý vị có trí huệ, quý vị có trí óc á, thì quý vị phải né không có bị đọa khi mà mình chết. Mà bên Tiểu Thừa thì họ dạy rằng cái việc vãng sanh tốt á, là sẽ được tái sanh về bên nước thiên đàng hoặc là trên trời. Tại vì trên trời thì có nhiều cái cõi trời khác nhau, thì cái tầng trời càng cao thì phước báu của quý vị cần phải có nhiều hơn, và trên đó an lạc hơn và cuộc sống của quý vị sống lâu hơn. Cho nên khi mà quý vị sống ở trên cõi trời thì ở trên đó rất là sung sướng, chỉ có những chuyện tốt xảy ra thôi, mà quý vị không có gặp rắc rối gì hết, không có gì để lo lắng, không phải làm việc để mà sanh sống.
Rồi, tại vì trên cõi trời, trên chúng ta đó, thì cõi trời trời dục giới, thì ví dụ như là quý vị đi lên cõi thiên đàng của Chúa Trời bên Đại Công Giáo á, thì ở giữa cõi trời đó là có núi Tu Di, núi Tu Di ở giữa, tại vì núi Tu Di là núi mà cao nhất ở trong cái cõi thế giới của chúng ta, có thể cao là 42.000 do tuần. Và ở trên đỉnh của núi Tu Di đó, ở phía trên đỉnh đỉnh đó là cõi trời thứ 33, là đó là nơi mà Thiên Chúa của Đạo Công Giáo sống. Và ở giữa đó đó thì vua trời đã sống ở giữa, và ở phía bốn góc, mỗi một góc á, thì có 34, xung quanh là 32 cõi trời. Cho nên là 32 cõi trời đó là ở xung quanh cõi trời của Thiên Đế, thì tổng cộng là có 33 cõi trời. Thì khi mà quý vị đi lên những cõi trời đó, thì cái điều tuyệt vời sau này chúng ta sẽ học nhiều hơn khi mà chúng ta tham quan phân tích thêm về Kinh Hoa Nghiêm, thì họ sẽ trong kinh miêu tả rất là kỹ càng của thấy cuộc sống ở trên mỗi tầng trời như vậy là như thế nào. Ví dụ nếu như mà quý vị muốn quần áo, quý vị cảm thấy là mình muốn mặc quần áo mới, muốn mặc quần áo đẹp, thì quần áo sẽ tự động hiện ra cho quý vị. Chứ còn quý vị không có cần là phải may vá hoặc là quý vị phải đi mua, mà những quần áo mà hiện ra như vậy là vừa khít với cái cỡ người của quý vị, mà vải vóc này đỏ rất là đẹp, đẹp hơn so với những hàng hiệu nhiều. Rồi tương tự như vậy, nếu như mà quý vị muốn ăn cái gì đó, ví dụ như là phở, và thật ra ở trên đó là phở cũng chưa được gọi là món ăn ngon, hay là ngay cả khi mà ăn trứng cá caviar cũng chưa phải là món ăn thực hạng đâu, mà rượu champagne cũng vậy đó, nó còn thô thiển quá đi. Mọi thứ ở trên đó rất là vi tế. Ví dụ như là nhạc, quý vị có thích nhạc không? Nhạc ở trên cõi trời nó hay hơn rất là nhiều so với cái âm nhạc mà tốt nhất ở trên cõi trời giới này. Mà thật ra những người sáng tác nổi tiếng là thường thường là họ nghe được những cái nhạc ở trên cõi trời rồi sau đó là họ ghi xuống. Cho nên ở trên cõi trời như vậy là mọi chuyện xảy ra đều rất là tuyệt vời, mà quý vị sẽ không có cái khổ sở nào hết, trừ cái thời gian mà tới cuối cùng của cuộc đời thì lúc đó quý vị mới phải chịu khổ thôi. Cho nên cõi trời khi mà quý vị sống ở trên đó rất là an lạc, rất là tuyệt vời. Chính vì vậy mà những người không phải bên đạo Phật, những người bên ngoại giáo là họ rất là muốn sống ở trên đó. Thầy đồng ý với cái việc này tại vì nó có lý. Tuy nhiên, cạnh tranh với thiên nhân là những người Atula. Atula thì không sống ở trên cõi trời, nhưng mà họ lại rất là muốn đi lên trên cõi trời, họ muốn thống trị cõi trời. Tại vì họ cho rằng họ cũng giỏi giống như những người ở trên cõi trời đó, và họ xứng đáng để sống ở trên đó. Người Atula là những người là sống ở trong cõi giới của chúng ta, thấp hơn cõi trời. Họ rất là thích đấu tranh, cho nên họ thích đi lên trên đó để mà đấu tranh với Thiên Đế. Và thật ra là họ đánh nhau giỏi lắm, họ là những người chiến binh rất là giỏi. Chính vì vậy và rất là thường xuyên thì sẽ thấy là những cái cuộc đánh nhau giữa những người Atula và
và các vị trời mà thường thường những cái người thiên nhân là họ đánh nhau, thành ra là họ hay bị thua lắm. Chính vì vậy mà vị thiên đế này mới nói là chúng tôi liên tiếp bị thua trong các trận chiến với Atula. Những người Atula họ đánh nhau giỏi hơn những người mà trên thiên giới nhiều, tại vì những cái vị vua trời ở trên trời là họ giỏi về cái việc yêu đương hơn là cái việc đánh nhau. Cho nên vị thiên đế này mới nói là làm ơn tụng kinh này để dùng sức mạnh của kinh trợ lực. Cho nên là họ muốn sức mạnh của kinh để giúp cho họ đánh nhau thắng. Bởi vì họ không thể nào mà đánh nhau lại với cái sự tấn công của bên Atula. Mà cái điều hài hước đó là những người Atula họ cảm thấy rằng họ xứng đáng để mà sống ở trên cõi trời. Cho nên ở đây mới nói là thầy nó không biết là nói về phước báo hay là đạo đức. Có ai nhớ không? Người Atula thì có thiên phước nhưng mà không có đạo đức như người cõi trời, cho nên là họ không thể nào sống ở trên cõi trời. Có ai nhớ hay không? Hay là ngược lại là họ có đạo đức ở trên trời nhưng mà họ lại không có thiên phước, cho nên họ không có sống ở trên đó được. Không biết đã có ai check cho thầy biết không? Màu cam là họ có thiên phước nhưng mà không có đạo đức, cho nên là họ không có xứng đáng để sống ở trên đó, đúng hay không? Đúng không? Ok, cảm ơn. Lâu rồi thành ra thầy không nhớ. Nhưng mà cái ý ở đây là ngay cả khi mà quý vị có phước báu, quý vị có tiền bạc để mà có cuộc sống tốt, tuy nhiên quý vị phải có đạo đức để mà được lên trên đó. Thành ra là quý vị thấy không, bây giờ quay trở về cái khái niệm ở đây là phải trì giới luật. Quý vị giữ giới là để mà trở thành đạo đức. Quý vị thấy không? Mà cái điểm chính ở đây là cho dù quý vị làm rất là nhiều chuyện tốt, ví dụ như là trì tụng kinh Hoa Nghiêm, nhưng mà nếu như mà quý vị không có giữ giới thì quý vị cũng không có đủ khả năng để mà lãnh nhận được những cái sự cảm ứng nhiệm màu to lớn. Cho nên là rõ ràng những người Atula họ có thiên phước rất là nhiều, họ có phước để mà lên trên đó sống trong thời gian rất là lâu, họ không có cần phải làm việc, rồi họ có được hưởng để mà mặc những quần áo tốt, ăn đồ ăn ngon, rồi có nhiều phụ nữ vân vân, nhưng mà họ không có đủ đức độ đạo đức. Có nghĩa là sao? Họ tiếp tục tạo ra những cái nghiệp xấu. Chính vì vậy mà những phước báu thiên phước đó cũng không thể nào mà chuyển thành những cái vật chất, mà những cái nghiệp chướng thật ra là cản trở họ, không có cho họ đi lên trên thiên trời, trên trời để mà sống ở trên đó, rõ không? Đối với thầy là đây là một khái niệm rất là thú vị, là khái niệm căn bản của tất cả những cái việc tốt xảy ra cho quý vị thực ra là giới luật. Mà bên cạnh với cái việc là phải có phước báo nữa, đồng ý kiến câu hỏi gì hay không? Quý vị không có ấn tượng gì hết hả? Có bao nhiêu người biết cái chuyện này cho tới mà ngày hôm nay? Thật đấy chứ. Way Mountain nói đi. Thưa thầy, câu hỏi của con là những người Atula là họ làm cái gì để mà có những cái phước báu, để có thiên phước? Không phải là chỉ có mỗi phước báu đâu mà quý vị cần phải có thiên phước để mà đi lên trên đó. Nhưng mà những người Atula họ đã làm những cái gì để mà tạo ra những phước báu đó? Thì
họ làm cái gì để có được những thiên phước, thì có thể gọi Author D là ông có được hết tất cả những câu trả lời mà ngày xưa thầy đã nói hết rồi. Không có hả? Quên rồi hả? Ông nói là tôi không có muốn đi lên cõi trời, cho nên là tôi sẽ làm lơ những cái sự nói của ông. Nói là con chưa có bao giờ nghe thầy nói như vậy được. They have karma with each other, so somehow they're allowed into the heaven because of their prior karma. That's the only reason I can. Tại vì cái nghiệp mà những người trên cõi trời với lại Atula là thường thường đánh nhau. Còn ai khác nữa không? Thì làm cách nào mà quý vị đi lên trên cõi trời được? Đây là Phật giáo 101, là đây là những điều cơ bản, những điều mà chúng tôi dạy cho quý vị làm cách nào để mà đi lên trên cõi trời. Thì như vậy là quý vị sẽ không có bị ấn tượng bởi cái cách của bên đạo Công giáo, chứ nếu không là chúng tôi cũng bị mất hết tín đồ rồi. Có ai khác không? Có ai biết không? À, quý vị biết cách làm sao để mà đắc giác ngộ, mà quý vị cũng không có biết cách làm sao để mà trở thành Chúa Trời. Quý vị biết cách để trở thành A-la-hán, nhưng mà quý vị không có biết cách là trở thành Thiên Chúa của bên đạo Công giáo. Theo con được nghe dạy thì tu tập thiện thì khi chết sẽ được tác sanh lên cõi trời. Very good. I was taught that if you do the 10 good deeds, then you have a blessing to go to the heaven. Quý vị thấy không? Một câu đó thôi là làm cái thập thiện. Đó là cái cách mà quý vị được đi lên trên cõi trời. Đó là cách quý vị tạo ra thiên phước để mà đi lên trên đó. Đơn giản vậy thôi. Quý vị đâu có cần là phải xây nhà thờ đâu. Còn không? Cái thập thiện này là gì? 10 điều tốt là gì đây? Bây giờ là những người đó là cứ nhìn thầy chòng chọc vậy thôi hả? Thập thiện màu vàng. Mọi điều thiện là thân tam, tức là sát đạo dâm, khẩu tứ, tức là giọng ngữ, hỷ ngữ nó lưỡng thiệt, nó ác khẩu. Rồi ý ba là không có tham sân si. Thấy không quý vị, thấy không, cái này là những cái điều rất là tốt. Đây là những cái điều căn bản mà quý vị phải biết chắc là quý vị hiểu. Tại vì đại đa số những người bạn của quý vị hoặc là những người quen của quý vị, họ rất thích đi lên trên cõi trời, tại vì họ cảm thấy ở trên đó rất là tốt. Thì làm cách nào để mà quý vị lên trên đó đây? Nghiệp trực tiếp mà quý vị có thể tạo ra để mà làm, để mà tạo ra thiên phước, đó là thập thiện, 10 điều tốt. Có nghĩa là bất cứ những cái 10 tốt nhất là 10 cái điều thiện, nhưng mà là một trong những 10 đó mà quý vị tạo ra càng nhiều càng tốt. Quý vị càng làm nhiều cái điều thiện, điều tốt bao nhiêu á, thì cái phẩm vị của quý vị ở trên cõi trời càng cao. Có lý hay không? Cho nên nếu như mà quý vị muốn trở thành Chúa ở trời thì quý vị là làm 10 cái cõi thiện. Còn nếu như mà quý vị chỉ làm bộ trưởng thôi thì quý vị chỉ làm 9.5 điều thiện thôi, rồi ít hơn, vân vân. Thì đây là cái lúc mà những thông tin của thầy là nó không có được chính xác lắm, tại vì thầy cũng không có biết làm sao để mà trở thành người thủ tướng hoặc là tướng quân hay gì đó ở trên cõi trời, thầy cũng không có biết rõ lắm. Nhưng mà cái khái niệm ở đây là nếu như mà quý vị làm 10 điều thiện, thập thiện, thì có nghĩa là 10 cái điều này mà quý vị đừng có làm, thì đó là cách mà quý vị tạo ra thiên phước. Thì những cái điều đó là gì? Thứ nhất á, là điều đầu tiên mà quý vị học á, là cái miệng của quý vị.
Okay. Those are the things that we đó là những cái điều mà chúng ta rất là dễ dàng tạo ra những cái nghiệp tốt. Là thứ nhất là đừng có nói dối. Khi mà quý vị không nói dối thì quý vị đang là tạo ra thiên phước, được không? Cho nên là những người mà đạo Công giáo họ không có biết, thành ra họ nói là ô, tôi là phải xây thêm một cái gian trái ở bên nhà chùa, chứ nếu không là tôi sẽ không có được đi lên gần với lại Thiên Chúa của tôi. Nhưng mà thật ra là đâu có cần tốn tiền bạc gì đâu, quý vị không có cần là phải xây cái gian trái của bên nhà thờ đâu. Cái đó là theo thiện kiến của thầy, chỉ cần là đừng nói dối vậy thôi, còn gì khác nữa. Cái thứ hai nữa là đừng có nói lưỡng thiệt, là đừng nói hai chiều, là quý vị nói với cái người A là cái này, còn cái người quý vị nói với người B là cái khác, thành ra là gây ra cho cái người A và người B họ mâu thuẫn với nhau. Cho nên là quý vị đừng có nói lưỡi hai chiều để mà tạo ra mâu thuẫn cho hai người. Cái thứ ba là quý vị đừng có nói những cái điều ác ý, những cái điều, những cái lời nói ví dụ như là quý vị không có chửi thề, quý vị không nói những cái điều ác. Rồi cái thứ tư là quý vị không làm cái gì, là không nói những cái điều mà không có lợi lạc hoặc là không có phù hợp, không có tốt. Hoặc là những nói những cái điều đơn giản, ví dụ như là chém gió chẳng hạn. Khi mà quý vị nói những cái điều mà nó không có phù hợp thì quý vị tạo ra, đang là tạo ra thiên phước, rõ hay không? Cho nên là với cái miệng của quý vị không, là quý vị đã có khả năng tạo ra phước báu ở trên cõi trời bằng cách né, đừng có tạo ra những cái khẩu nghiệp. Được hay không? Thì thứ hai, trình độ này hơi khó một chút xíu. Đây là liên quan tới cái thân của quý vị. Có nghĩa là đừng có giết. Đó là điều đầu tiên. Đừng có giết người chúng sanh, đừng có đập con muỗi chết, đừng có đập con muỗi con kiến. Thầy phải ngừng làm cái đó, tại vì là thầy, nhà thầy là có mấy cái con kiến là tấn công nhà thầy, tại vì mấy cái con kiến là nó aggressive lắm, nó đói bụng quá đi, cho nên là nó leo lên ở phía trên nóc, ở cái chỗ mà cái búi rửa chén đó, nó cũng bò vô trong đó nữa. Cho nên Quay Mountain vẫn có câu hỏi hả? Quý vị không, thầy đang nói cái gì đây? Quý vị không có làm về cái thân á, là quý vị không có giết. Quý vị không giết. Rồi điều kế tiếp á, là quý vị không có ăn cắp. Cái ăn trộm ăn cắp ở đây á, là nó có lý đối với quý vị á, là khi mà quý vị giết người ta là quý vị lấy hết tất cả những cái phước báu của họ. Cho nên là quý vị ngăn cản họ, không cho họ hưởng cái phước báu của họ. Và thứ ba là nghiệp từ cái thân là quý vị không có phạm vô những cái điều dâm dục, có nghĩa là không có ngoại tình. Ví dụ như bên Công giáo thì những người trẻ tuổi họ có cái cách họ thực hành là nói là những người trẻ tuổi thì họ không có quan hệ tình dục. Và khi mà làm như vậy là họ tạo ra cái phước báu cõi trời. Quý vị có thể là đùa giỡn, quý vị cười đùa, nhưng mà thực ra là họ có phước báu nhiều hơn quý vị. Khi mà quý vị đang là cười như vậy là họ đang tạo ra phước ở trên trời.
Câu hỏi ý kiến gì hay không? Và cuối cùng, ba nghiệp khá nữa mà quý vị có thể né, không có làm là như vậy thì quý vị sẽ tạo được thiên phước. Rồi về tâm của quý vị, cái nghiệp tâm là tâm của quý vị không có cái ý tưởng tham, cái tâm của quý vị không có những cái tư tưởng sân hận, và cái đầu của quý vị không có khởi lên những cái tư tưởng ngu si. Rõ không? Và đây là những cái điều rất là khó mà làm được, tại vì trong cái thế giới của chúng ta, cái cõi giới của con người á, thì chúng ta là chắc chắn là đều tham lam, đúng hay không? Quý vị có biết bất cứ người nào mà không có tham lam không? Thầy thì không biết rồi đó. Quý vị muốn biết ai là người tham lam hả? Quý vị nhìn vô trong gương đi. Cái điều thứ hai, quý vị không nổi giận. Cái đó là hầu như là không thể nào được, đặc biệt là khi mà quý vị có con cái. Quý vị cố gắng thử xem đừng có nổi giận khi mà quý vị có con cái. Quý vị cố gắng là không có tham lam khi mà quý vị mà nghe người ta nói là họ đang là đầu tư vô cryptocurrency mà họ đã làm ra tiền như vậy đó, mà quý vị nghe xong quý vị bực bội ghê vậy đó. Bây giờ là quá trễ để cho mình đầu tư, mình kiếm tiền rồi. Cho nên đó là nó khiến cho quý vị tham lam, mà nó khiến cho thầy nổi giận cùng một lúc nữa chứ. Và cuối cùng là quý vị không có ngu si. Ngu si là ám chỉ cái việc là quý vị từ chối, từ chối, không chấp nhận, không có chấp nhận cái quy luật nhân quả. Đây là cái hành động rất là ngu si, nó rất là rõ ràng. Cả cái vũ trụ mà chúng ta đang sinh sống là bị điều khiển bởi quy luật nhân và quả. Tất cả những cái gì mà quý vị có ngày hôm nay là do cái nhân quý vị đã trồng ở trong quá khứ, không có cái cách nào khác hết đó. Thì Đức Phật ở trong trí huệ tuyệt vời của Ngài thì Ngài thấy được cái sự mối liên hệ giữa nhân và quả. Thì đơn giản, luật nhân quả này chỉ là quy luật của vũ trụ, không phải là do Đức Phật tạo ra đâu, mà Ngài chỉ thấy được đấy là cái quy luật của tự nhiên thôi. Cho nên đó là ba cái điều là bên nghiệp của tâm mà rất là khó để cho quý vị tu. Quý vị cứ nghĩ về đồ ăn đi, không phải quý vị không có tham lam đồ ăn ngon hay sao? Quý vị không có phải là nổi giận khi mà quý vị không đạt được những điều mà mình muốn hay sao? Quý vị không có phải là ngu si là tại vì quý vị nghĩ là quý vị biết hết mọi thứ hả? Quy sơn tự. Yes, I have two questions. Con có hai câu hỏi. So the first one is taught somewhere when you get to like fourth dhyan or something, you get to a heavenly state. Would that create heavenly blessings and allow you to go to the heaven? So could that allow the asuras to go to the heaven? They get to that level of samadhi. Hỏi là lên tứ thiền nữa thì có lên được cõi trời hay không? Thì như vậy có phải tạo ra thiên phước hay không? Ông hỏi là câu hỏi này rất là hay. Là thật ra là người Tàu họ cũng không có chính xác lắm, cho nên là thầy là cũng không có biết nhiều để mà giải thích cho quý vị. Cho nên mà phải nhớ thầy cũng không có phải là Bồ Tát, cũng không có phải là tổ sư, cho nên là quý vị nghe cho vui vậy thôi. Rồi là người Tàu là họ chỉ có nói chung chung vậy thôi. Còn cái người này hỏi là vậy chứ còn tứ thiền thiên thì làm sao, rồi họ có thiên phước như vậy rồi làm sao mà họ lại đánh nhau với Atula. Thì thầy cũng không có nghĩ là bên tứ thiền thiên là
ám chỉ tới phước báo của Atula đâu, mà Atula là chỉ ám chỉ ở trong cái cõi trời dục giới thôi, chứ còn là họ không có đi lên trên nữa đâu. Tại vì bên tứ thiền đó, thì là thuộc về cõi trời sắc giới rồi. Cho nên đó, là khi mà quý vị đi lên cái phước báo mà quý vị đi lên tới cõi trời dục sắc giới thì nó khác với lại cái phước báo mà quý vị đi lên cõi trời dục giới. Và Chúa, cái vị Chúa Trời của bên đạo Công giáo thì là họ là cõi trời thứ hai của dục giới. Cho nên đó là câu hỏi này thì không có liên quan gì hết á. Là khá là ngu si, cho nên là không có tạo ra được cái thiên phước nào đâu. Rõ hay chưa? Quý vị thấy không? Cái ông này á, là ông là bị nhồi sọ quá đi. Rồi ông nói là con ấy là chỉ muốn đắc giác ngộ thôi. Rồi ông làm lơ hết tất cả mọi thứ khác. Cái này là quá ích kỷ đi. Không có thể nào mà nói là tôi chỉ có quan tâm tới bản thân để mà trở thành tứ quả A-la-hán hay là Bồ-Tát vân vân. Mà trước khi như vậy là quý vị phải giúp người ta đi lên trên cõi trời nữa chứ. Tại vì nếu như mà quý vị không có giúp họ thì khi mà quý vị tới lên được tứ quả A-la-hán rồi thì không có một vị thiên nhân nào tới để mà cúng dường cho quý vị đâu. Cho nên là quý vị chỉ là cái người A-la-hán đơn độc thôi, không có ai tới để mà cúng dường cho quý vị hết. Có lý hay không? Cho nên là phải mở rộng cái tâm của mình, cái đầu của mình ra. Mà đừng có ích kỷ quá. Và chúng ta đang nói về cái mối quan hệ trực tiếp để mà quý vị có thể sanh ra, tái sanh lên cõi trời là bằng cái cách là làm thập thiện. Mà thật ra là quý vị không có cần phải là người Phật tử để, mà quý vị cũng không có cần phải bỏ ra rất là nhiều tiền để mà xây nhà thờ hay là tìm cách để mà thoát khỏi rắc rối. Nhưng mà có một điều là khi mà quý vị trì tụng kinh Hoa Nghiêm này thì sẽ quý vị sẽ tạo ra rất là nhiều phước báu. Chính vì vậy mà vị vua trời này mới quỳ xuống mà mới nói là trong các trận chiến với Atula là sẽ liên tục đã bị thua rồi. Rồi họ là những cái kẻ thù truyền kiếp của chúng tôi, cho nên là xin hãy giúp bằng cách trì tụng kinh này. Cho nên đây là cái chuyện xảy ra. Những người mà bên Phật giáo là họ không có phân biệt gì đâu. Cho nên khi mà người ta tới chúng tôi mà yêu cầu được giúp đỡ thì chúng tôi sẽ cho họ những cái sự giải quyết khác nhau mà phù hợp hơn đối với mỗi một trường hợp cá nhân. Quay trở về tấm 214 thì cái vị vua trời này là mới nhảy lên cỗ chiến xe của bề trên cõi trời. Rồi vị sa di thì cái người sa di này thì là ở cái vị vua trời là họ có rất là nhiều những cái phương tiện để di chuyển, giống như là một số những người trong số chúng ta là lái xe Tesla chẳng hạn, hoặc là một số thì đi xe lửa cao tốc, còn một số thì là dùng máy bay. Còn những người mà ở trên trời thì là họ có cái cách để mà di chuyển thì gọi là chiến xa, cái xe chariot. Và cái điều này là tốt hơn rất là nhiều so với những cái xe gắn máy này nọ. Quý vị lên cái cỗ chiến xa đó là chỉ có búng tay thôi là quý vị đi qua được cái cõi khác rồi, nhanh lắm. Thì cái người sa di này là được người ta đưa ra cái chiến xa của trên trời, rồi vị sa di mới leo lên cái chiến xa đó rồi mới tụng kinh Hoa Nghiêm. À, đợi một chút. Oh, thầy xin lỗi. Để thầy nói lại chút xíu, cái vị vua trời chứ không có phải là người sa di. Cho nên đó là cái người vua trời này rồi leo lên cái chiếc xe chiến xa xong rồi âm thầm tụng kinh Hoa Nghiêm.
Và trong cái lúc đánh nhau với bên quân đội Atula thì vì vậy mà quân đội Attila mới là sụp đổ, tan rã. Cho nên nó là vị Deva King vua trời, Deva. In the Chinese text, it says it's the master, the nervous. Trong tiếng Tàu thì nói là người sa di leo lên cỏ cái chiếc xe. Thì thầy xin lỗi, là người sa di leo lên cái chiếc xe của vua trời. Nhưng mà tại sao lại nói là cái người đội kẻ thù mạnh, người sa di đâu có phải kẻ thù đâu, cái kẻ thù này là của người vua trời chứ đâu có phải là kẻ thù của người sa di. Cho nên khi mà nói kẻ thù mạnh này là ám chỉ kẻ thù của vua trời. Màu đỏ có ý kiến. Tại sao là lại take side, lại thiên về một phía vậy lại ủng hộ một phía? Thì như vậy là tạo cái nhân duyên với cái vị vua trời, thì để như vậy mai mốt mà lên trên đó là sẽ được người ta đối xử tốt hơn hả? Cái đó là cái lý lẽ bình thường thôi mà, tại sao là lại thiên vị như vậy? Cái đó là tạo ra nghiệp so với những người Atula. Thế hỏi tạo nghiệp á hả? Dạ. Tại vì nếu như mà họ đánh nhau như vậy á. Con không có nghĩ là phân biệt là mình chọn cái bên này rồi mình bỏ bên kia. Thì cái người phụ nữ ở đây mới nói là coi như là mình bắt tay với lại bên vua trời. Thì coi như là mình thiên vị những cái người trên trời so với những người Atula. Thì quý vị nghĩ sao? Đồng ý hay không đồng ý? Màu cam. Con nghĩ rằng bởi vì vua trời đã tạo cái duyên và cầu cứu chú thầy Sa Di, thì hãy ai cầu thì giúp người đó, chứ đâu có biết phía bên kia là gì. Giúp mà giúp bằng cách tụng kinh, chứ không phải là giúp bằng vũ khí. Như Đạo Phật. Thầy không, câu trả lời này là rất là Phật giáo từ những người Việt Nam để mà thầy nói diễn giải ra cho quý vị. Tại vì cái cô này đã trả lời bên tiếng Việt, nhưng mà thầy sẽ thêm thắt một tí xíu để mà có thể trả lời thỏa đáng cho cái câu hỏi của bên cái người bên Tàu. Được không? Cho nên đó là đại khái là cô này có nói rằng là tại vì vị vua trời đã tới là cầu cứu, cầu được giúp đỡ. Thì đối với thầy thì có đó là công bằng thôi, đúng không? Cũng giống như là tại sao mà quý vị lại đám cưới ông này? Là tại vì ông hỏi cưới trước, đúng hay không? Ông cầu hôn trước, đúng không? Không phải hả? Cô có cái lý do hay hơn hả? Nè, cô nói đi. Thì cái tại sao cô lại làm đám cưới với ông? Thưa thầy, là cái này là cái cách mà rất là xấu để mà quyết định. Thì có nghĩa là theo cái cách khác á, là ok, để mà thầy diễn giả lại, là cô có hối hận khi mà quyết định như vậy không? Bảo là không, tự con quyết định như vậy. Ok, chúng ta cần phải có cái câu trả lời mà thỏa mãn hơn chứ, thỏa đáng hơn. Tại vì là người ta hỏi trước thì ai mà hỏi trước thì sẽ được phục vụ trước. Ví dụ quý vị tưởng tượng đi, quý vị ngồi đó rồi có người tới hỏi quý vị, nhờ quý vị giúp đỡ rồi nói là không, tôi là sẽ chờ đợi cho tới khi mà kẻ thù của quý vị tới hỏi rồi sau đó rồi tôi mới quyết định.
thì có phải là cái đó là cái cách mà quý vị làm để mà giữ lại sự công bằng hay không? Đồng ý không đồng ý? Thì khi mà nói tới cái sự công bằng á, là biết không, thì tôi nghe quý vị nói rồi, nhưng mà khi mà đi ra là quý vị làm ơn á, là gọi kẻ thù quý vị tới để mà hỏi tôi giúp đỡ, thì như vậy á, là cả hai bên đều có cơ hội bình đẳng, tại vì tôi không có muốn thiên vị gì hết. Mà cái người Sa-di đó thực ra là có thể quyết định là không có muốn can thiệp. Tôi đợi thêm một tí xíu. Bây giờ là đừng có nói là cô là Bồ Tát hay là cái người Sa-di. Bây giờ tưởng tượng nếu như mà cô là vị vua trời. Rồi một cái đội bóng là người ta mới cầu nguyện là lạy Thiên Chúa xin giúp đỡ cho chúng con thắng cuộc này. Rồi quý vị làm cái gì? Rồi quý vị nói là đợi tí đi. Ta biết là cái đội bóng kia là họ cũng cầu nguyện với ta, thì có thể làm ơn là đợi tí xíu đi. Thì như vậy thì quý vị sẽ làm cái gì? Quý vị là Chúa Trời, thì như vậy là quý vị sẽ công bằng với ai đây? Công bằng với cái đội bóng A hay là cái đội bóng B? Cũng tương tự như vậy, thì là quý vị ở đó, rồi cái ông A, rồi ông tới, ông cầu hôn, xong rồi cái ông B, ông cũng cầu hôn với cô, thì như vậy là cô có chờ đợi hay không? Hả? Không có cái câu hỏi, câu trả lời nào dễ dàng đâu, cho nên là làm gì đây? Cái này là không có phải là nói về cái khoảng thời gian đâu. Cũng không phải là những cái điều mà quý vị nghĩ, cũng không phải là cách quý vị suy nghĩ đâu. Cái lý do mà người Sa-di này muốn giúp đỡ vị vua trời là cái gì? Tại vì là trước tiên là được người ta yêu cầu hỏi theo một cái cách chân chánh, cho nên người Sa-di này là hoàn toàn không có sự phân biệt. Thì như vậy là nếu như mà tới trước mà yêu cầu một cách chân chánh thì sẽ được cho thôi. Ví dụ như quý vị là cái người vô gia cư, rồi nói là hey, ông Tăng châu Á, tôi cần tiền để mà ăn. Thì đại khái là quý vị nói là họ hỏi quý vị một cách phù hợp, rồi nói là ông Tăng châu Á, cho nên đó là quý vị cho, đâu có cần phải đợi tới cái người thứ hai tới để mà hỏi đâu. Quý vị đâu có cần phải phân biệt đâu. Quý vị cho 5 đô là xong rồi. Quý vị cũng không cần phải lo lắng là ồ, tôi có nên là đưa cho người này hay là đưa cho cái cô kia hay là đưa cho người nọ. Cái sự lựa chọn rất là đơn giản. Nếu như mà nhân duyên nó tới để mà giúp cho quý vị có cơ hội giúp đỡ người khác, mà quý vị có được hết tất cả những nhân duyên nó thỏa đáng rồi, thì quý vị cứ giúp đỡ đi, rồi giúp đỡ là xong. Nếu như mà có tất cả những cái tiêu chuẩn là giàu có, đẹp trai, tới từ cái gia đình tốt, rồi chăm lo được cho gia đình vân vân, thì cưới ông đi chứ. Đừng có mà agonize về những cái quyết định đó. Đồng ý hay không đồng ý? I'm joking, of course, but that's thầy chỉ đùa thôi. Nhưng mà một trong những cái lý do trong cái thế giới của chúng tôi, đặc biệt là người Tăng và Ni, người trước tiên mà tới hỏi thì họ sẽ được giúp đỡ. Rồi như vậy là chúng tôi xong, chứ còn chúng tôi không có cần phải lo lắng là những cái chuyện gì nó xảy ra kế tiếp. Hoặc là phân bố những cái nguồn dự resource mà chúng tôi có hạn hẹp. Nếu như mà họ yêu cầu theo một cái cách chân chánh phù hợp, thì quý vị không thể nào từ chối họ được. Cái đó là điều đầu tiên. Được hay không? Và
nó còn có thêm một cái lý do thứ hai khác nữa mà thường thường họ có thể tới được với quý vị là tại vì quý vị mắc nợ họ. Họ đã có những cái nhân duyên ở trong quá khứ rồi. Ví dụ như là trong quá khứ thì có một ai đó cho quý vị, ví dụ như là giúp đỡ quý vị trong cái quá khứ. Thì trong cái kiếp quá khứ sâu xa về trước chẳng hạn, thì cái người này là họ giúp đỡ quý vị, cho dù là tiền hay là đồ ăn, hoặc là giúp quý vị đi qua bên đường vân vân. Thì quý vị đã tạo ra được cái nhân duyên ở trong quá khứ rồi. Thì bây giờ thì sau này lâu dài rồi, thì cái người mà giúp đỡ quý vị đó bây giờ là họ trở thành vị vua trời. Tại vì khi họ đã làm những cái việc thiện đó, rồi quý vị là giàu có nhiều hơn, rồi quý vị trở thành người sa di. Rồi bây giờ khi mà cái vị vua trời tới gặp quý vị rồi yêu cầu được giúp đỡ, mà không cần biết là quý vị có nhớ là quý vị mắc nợ người này hay không, nhưng mà về cái việc tự nhiên là quý vị sẽ biết để mà quý vị giúp đỡ người này, không có cần biết, không có nhất thiết là phải hiểu. Đây là cái chuyện xảy ra một cách tự nhiên, là quý vị có xu hướng là giúp đỡ họ là bởi vì những cái nhân duyên đời trước rồi. Cái đó gọi là nhân và duyên, nhân và quả. Được hay không? Cho nên là quý vị suy nghĩ nhiều quá, nên ra là quý vị cứ nói là cái này đó là không có công bằng. Mà thật ra khi mà nói về công bằng đó thì người ta đã quá cao rồi. Mà cái sự công bằng đó là có thể là quý vị cái tâm nó quá hạn hẹp thì cho nên quý vị mới đòi công bằng. Nhưng mà nếu như mà quý vị đã thấy được cái bức tranh lớn rồi á, thì cái sự công bằng đó nó sẽ khác. Mà thật ra có nhiều khi công bằng mà quý vị lại xem như có vẻ là nó bất công bằng. Cho nên là chúng ta không có cần phải hiểu là nó có công bằng hay không, hoặc là chúng ta lo những cái chiều hướng khác. Cái đó chỉ là cái việc mà suy nghĩ, tâm thức thôi, trí thức thôi. Thì quý vị là chỉ có bám vô những cái lời dạy bên Phật giáo, là nếu như mà có người tới mà yêu cầu được giúp đỡ là chứng tỏ là người đó họ đã có phước báo với quý vị rồi, cho nên là họ mới tới gặp được quý vị để mà cầu cứu, rồi quý vị giúp rồi xong xuôi. Thì nói theo cách khác là cô suy nghĩ nhiều quá đi. Không phải hả? I was thinking too much on but there's a third party here that con không có nghĩ là con suy nghĩ nhiều, tại vì ở đây là có cái người thứ ba là người Asura là bị tấn công. Thì cái này không có phải là nói là mình không có muốn đấu tranh hay sao, tại vì họ đang đánh nhau như vậy là họ cũng đấu tranh rồi. Thì thầy nói ừ, có cái gì sai trái đâu chứ. Cô không có đấu tranh hả? Đấu tranh là điều tốt, nó khiến cho là máu lửa của quý vị nó sôi sục lên. Fighting and then they come to ask a master to help, right? One party you. Ví dụ như là họ đánh nhau xong rồi một bên đó họ tới họ yêu cầu thầy giúp đỡ, rồi xong thầy bảo vậy bây giờ là cô kéo tôi vô đó hả? Cô là không có tạo ra thiên phước đâu, thầy đang nói cho cô biết như vậy đó. Rồi bây giờ cái câu hỏi của cô là nhắm mũi vô thầy đúng không, là nếu như mà có người tới hỏi thầy thì thầy có giúp hay không, phải không? Thì câu trả lời của thầy là dĩ nhiên là thầy không có biết, tại vì có nhiều cái mà giả dụ quá đi. Ai là cái vị vua trời? Cái giả dụ đầu tiên là cái người vua trời nào
thầy có cái nhân duyên với cái vị vua trời đó hay là không? Cái đó là thứ nhất. Cái điều thứ hai là thầy có được lợi lạc gì không chứ? Bây giờ là quý vị đối diện đi, thầy đâu có phải là Bồ Tát đâu, thì như vậy thầy có được lợi lạc gì? Như vậy có trả lời được cái câu hỏi của cô hay không, có rõ hay không? Cho nên là cô cứ cho thầy những cái giả định này không à. Thầy là không có thích những cái chuyện mà giả dụ như vậy đâu. Thầy là chỉ làm việc với những cái điều mà thực sự ở trước mặt thầy, là ví dụ như là vàng hay là xe cộ này nọ. Phải rõ ràng thực tế chứ. Còn quý vị những người đó đã nói nhiều quá đi, cũng giống như là mấy cái người mà thiền đây nói là ô tôi thích thiền quá đi. Thật đó hả? Không, quý vị không có đâu. Quý vị chỉ muốn quan hệ xã hội thôi chứ không phải là thiền. YouTube có câu hỏi. Emily said, "How can one be a bystander in a war?" Emily mới hỏi làm sao mà có thể làm lơ trong cái chiến tranh được? Thì là trong cái tình huống là phải lựa chọn hoặc là chết hoặc là làm. Thì ví dụ như là trong một cái trường hợp là nếu như mà thấy một cô gái mà bị bắt cóc, bị kéo lên chiếc xe chẳng hạn, chẳng lẽ chỉ có đứng đó nhìn hay sao? Thì cái này không phải là cái trường hợp là mình chỉ đánh nhau. Cái này thầy hỏi cái này là nó có liên hệ gì không vậy? Cái này nó phức tạp với thầy quá đi. Thôi, để thầy làm lơ cái câu hỏi này trước đi. Cho tới khi mà thầy có nhiều trí huệ hơn. Quý vị là cứ hỏi thầy những cái câu hỏi lý thuyết không à, mà quý vị quên mất một điều về quý vị là quý vị hoàn toàn không có lòng tin gì hết. Mà bây giờ là cái người mà đến từ Chicago cũng suy nghĩ nhiều quá đi. The reason boys and girls among the nuns that we avoid hypothetical questions. Cái lý do mà chúng ta né những cái câu hỏi về lý thuyết là tại vì có một điều mà nó đang là sai thiếu sót, đó là cái gì? Là nó không có phải là cho tới khi mà từ bản thân quý vị phải đối đầu với cái câu hỏi thì như vậy quý vị sẽ biết được là cần phải làm cái gì. Chứ còn trước đó thì là toàn là lý thuyết không à. Nếu như cái này giả sử, cái này giả sử, cái kia thì đó là những cái người mà bên intellectual people là họ hay làm, những cái người mà bên quản lý họ làm như vậy. Còn chúng ta đâu có làm như vậy đâu. Chúng ta, cái tâm, cái đầu óc của chúng ta đơn giản hơn rất là nhiều. Way Mountain. Khi mà nói với ông thầy già thì về một cái cậu bé gì đó, xong rồi thầy mới bảo là tại vì mình không có biết được cái nhân duyên của cái cậu bé này trong quá khứ là như thế nào. Thầy bảo là ông là đang là muốn phân tích những cái điều mà không có đủ hết những cái thông tin để mà phân tích, cho nên những cái điều mà ông có thể làm là mình cố gắng hết sức thôi, rồi sau đó là phải lãnh chịu cái hậu quả. Còn là dạ, nếu như bây giờ là thầy sẽ cho quý vị một cái khía cạnh khác để mà thầy đối chọi lại. Đây là một người sa di, quý vị nhớ không? Một người sa di thường thường đại đa số là không có một cái vị vua trời nào mà sẽ tới để mà họ yêu cầu cái người sa di đâu. Cho nên là sẽ nói là tôi chưa có bao giờ làm những cái chuyện này, thôi để cho tôi thử đi. Cho nên là cái chú sa di này mới tụng kinh thì có cái gì sai đâu chứ. Có rất là nhiều cái mà giả dụ đi. Nhưng mà cái điểm không phải là cái điểm chính ở đây đâu. Mà cái điểm mà nói là cái sự cảm ứng này nó xảy ra. Cái thông điệp là kinh này, khi mà quý vị tụng kinh này thì sức mạnh là nó lực lượng hơn là so với những người Atula.
tin hay không? Thế thấy thú vị không? Cho nên là quý vị chỉ thấy những cái điều nhỏ nhặt thôi, chứ còn cái việc mà lớn hơn so với là tốt hơn hết so với những cái sức mạnh khác, hoặc là mạnh mẽ hơn so với thần thông của những người Atula, là tại vì họ có thể biến ra là to lớn giống như cái núi vậy đó. Thì như vậy là làm sao mà quý vị có thể tấn công một cái ngọn núi được? Chính vì vậy mà cái vị vua trời là họ thua, là tại vì là họ đối đầu với cái thần thông rất là mạnh mẽ. Và thần thông của những người trên trời thì là hoàn toàn không có thể nào mà đấu lại được. Thì đấy là bằng chứng là những người Atula đó họ có phước, họ có cái đặc quyền là được ở trên đó, nhưng mà họ không có đủ phước báo để mà họ xứng đáng ở trên đó. Và những cái điều mà những cái người này họ làm, nhắc cho quý vị biết không, là cái này là người Sa-di. Thầy rất là ngạc nhiên là trong cái câu chuyện này là người Sa-di được cho phép tụng kinh Hoa Nghiêm. Thật ra chúng tôi không có cho phép không có cho phép những người Sa-di làm gì đâu, tại vì người Sa-di là không có cái việc gì để mà liên quan tới kinh Hoa Nghiêm đâu. Nếu như mà thầy phải huấn luyện cái người Sa-di này, thầy sẽ không có cho phép làm cái chuyện trì tụng kinh Hoa Nghiêm đâu. Cho nên là còn những cái khía cạnh khác nữa của bức tranh lớn, nhưng mà không hiểu tại sao mà cái cậu Sa-di này thì âm thầm tụng kinh này, và đơn giản là chỉ có tụng kinh thôi mà lại gây ra cái sự tan vỡ của quân đội của Atula. Làm sao mà có khả năng được? Đối với thầy đây là phép lạ thì còn gì nữa? Từ khi nào mà một bộ kinh có thể dùng giống như là vũ khí để mà đương đầu lại với những kẻ thù mạnh mẽ xâm lăng? Quý vị có thấy tuyệt vời không? Quý vị lo lắng về cái việc công bằng, còn thầy thì lo lắng về cái việc mà đánh nhau đấu tranh, thì cái đó nó còn thú vị hơn nhiều. Tấm 215. Ở đời Trường có Phàn Huyền Trí, là một người tại gia. Người này còn rất là trẻ nhưng mà đã quy y với đại sư tên là Đỗ Thuận. Và vị đại sư này, vị sư phụ là dạy cho cậu ta tu kinh Hoa Nghiêm, rồi cậu ta tụng là cái kinh này là chính. Và đặc biệt là người này rất là hứng thú trong việc hứng thú trong cái phẩm là cái phẩm hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát, và thực hành theo cái bộ theo cái phẩm này. Và thật ra là chỗ này, thông tin chỗ này rất là quan trọng ở bên Đại Thừa. Cái đây là cái bí mật ở bên Đại Thừa. Khi mà tu hành thì đại đa số những cái pháp tu hành là dựa theo cái hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là cái cách tu hành có hiệu quả nhất để mà giúp cho quý vị trở thành Phật. Con đường trực tiếp mà thật ra là Đức Phật cũng tu theo cái cách này. Làm sao mà thầy biết được? Tại vì Hòa Thượng Tuyên Hóa, ngài nhấn mạnh cái việc này. Thì ngài nói là tất cả những cái điều mà ở trong cái tông phái của chúng ta, cái cách mà chúng ta dạy hoặc là tu hành bên Đại Thừa ở trong cái thời đại này là đến từ Hòa Thượng Tuyên Hóa. Nền tảng mà ngài đã đặt ra thì chủ yếu là dựa trên cái hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Và sau này thì lần tới thì chúng ta sẽ nói rõ hơn là có 10 cái hạnh nguyện của ngài. Và chúng tôi là tụng 10 cái hạnh nguyện của ngài mỗi buổi sáng. Thì trong 2 tuần nữa, khi mà chúng ta có Phật thất thì mỗi buổi sáng thì chúng ta sẽ quỳ xuống và chúng ta sẽ
tụng 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Đây là những cái điều mà chúng tôi làm mỗi buổi sáng. Và đó là cái khung sườn của tất cả những cái việc tu hành mà chúng ta có. Được không? Cho nên là mỗi một thời tụng kinh thì xá lợi sẽ một ngôi xá lợi hiện ra ở trong miệng. Và tới cuối cùng là tổng cộng là có vài trăm ngôi xá lợi. Thì cái vị sư này là trở về từ Devata. Cái Devata này là cái gì, bên tiếng Tàu nói là gì? Can we have a Chinese text? Mình có tiếng Tàu đó được không? I don't know what it means. Thầy cũng không có biết đó là Devata cái gì, là cái gì nữa. Anyway, the detail, I apologize. Thôi đây là những cái chi tiết mà thầy xin lỗi á, là tại vì không biết vì cái lý do gì đó mà thầy không có để ý cái chỗ này, thầy xin lỗi. Lần tới thì thầy sẽ báo cáo lại cho quý vị. Cho nên là khi mà trở về từ cái cõi giới đó thì tức khắc mà trở về thì cơ thể trở nên thơm tho sau cái chuyến viếng thăm, và cái hương thơm nó kéo dài suốt cả cuộc đời. Thưa thầy, con tin tưởng rằng là cái câu chuyện này, cái câu cuối cùng này là đáng lý ra là thuộc về cái câu chuyện mà của cái người Sa Di. Vậy hả? Vậy thì mình cần phải sửa. Ok, phải sửa lại cái chỗ này. Có nghĩa là cái người Sa Di sau khi mà trở về từ cõi trời thì cơ thể trở nên thơm tho. Ok, thì chúng ta đã sửa lại cái chỗ này. Ok, vậy thì ở đó. Cho nên đó là những cái sự cảm ứng của cái câu chuyện này là đối với cái người này là xá lợi hiện ra từ thông qua việc tụng kinh này, và từ cái việc tu hành của cái vị tăng này mà tu theo 10 hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Được hay không? And as a anecdote, in our temple, thì ở trong chùa của chúng ta là có một người chẳng có tu kinh Hoa Nghiêm gì hết á, mà thật ra là cô này là cô tu mỗi ngày vậy đó, nhưng mà cô là thường xuyên tìm được xá lợi khi trong cái lúc mà cô này cô đang là thực tập, rồi có nhiều cái màu sắc. Cô có đúng không, cô Hiền Tín? Đừng có nói tên nha. Cho nên là người này là cô này cô thề với chúng tôi là cô có nhiều xá lợi. Cô khi mà cô đang là thực hành một cái gì đó, thì cho dù là cô khi mà cô đang là thực hành như vậy đó, là chỗ mà cô thực hành như vậy xong rồi ở trong toilet cô cũng thấy được nữa. Có biết là cô này cô đang tu cái gì không? Cô thực hành yoga mỗi ngày. Mà thầy không hiểu được, không biết là trong cái việc này có cái thông điệp gì hay không vậy. Nó quá đối với thầy đi. Đó là những cái sự cảm ứng xảy ra trong cuộc sống mà thầy hoàn toàn cũng không biết được lý do tại sao. Mới đang nói về cái sự cảm ứng rồi là thầy bây giờ là thầy nói là ok, bây giờ là đối với cái thời hiện đại này, I
host here the Flower Dormant Sutra. Thầy nói về bản thân thầy là thầy cũng lo sợ cái kinh Hoa Nghiêm này lắm, tại vì bộ kinh này rất là khó. Rồi khi mà thầy mới bắt đầu chuẩn bị kinh này trong 2 tháng khi mà chuẩn bị cho cái bài giảng, thì thầy phải thú thật với quý vị là trong suốt khoảng thời gian 2 tháng để mà chuẩn bị để giảng kinh á, thì thầy rất là khiếp sợ. Thầy bị áp lực dễ sợ. Tại vì là cái này là tự thầy là gây ra thôi. Đáng lý ra là thầy có thể chọn thuyết giảng những cái bộ kinh nhỏ, nhưng mà thầy bảo là không, là mình phải làm những cái việc mà nó có challenging, là thách thức nhiều hơn. Cho nên là thầy chọn bộ kinh này, cho nên là trong 2 tháng trời là thầy là toát mồ hôi hột. Tại vì nhìn vô những cái điều này mà nhiều khi thầy chẳng có hiểu gì hết á. Nhưng mà một ngày nào đó tự nhiên cái thầy phát hiện ra là cái trí não của thầy bắt đầu thay đổi, là nó sắc bén hơn và nhanh nhẹn hơn. Và về bên cơ thể thì con cái mắt của thầy nó sáng ra, vân vân. Cho nên là những cái điều này là nó không có phải là ngạc nhiên lắm đâu. Cái thông điệp là những cái sự cảm ứng màu nhiệm này nó xảy ra cho rất rất là nhiều người mà họ toàn tâm toàn ý để mà bỏ vô cái bộ kinh này, mua để muốn hoằng dương cái bộ kinh này. Quý vị tưởng tượng đi, một cái người sa di trẻ như vậy đó, mà khi mà đối đầu với Atula, rồi khi mà đối đầu với lại cung tên này nọ, rồi đang là bắn về cái phía cái cậu đó, rồi cậu cứ vậy mà trì tụng cái kinh này thôi. Rồi những cái quân đội của bên kẻ thù bên kia là bị tan rã. Cho nên là quý vị thấy không, đòi hỏi là phải có một cái sự cống hiến nào đó. Cho nên là chính vì vậy mà quý vị mới có được những cái sự cảm ứng như vậy. Được không? Next. Kế tiếp. Cuối cùng thì có một vài những cái câu kệ mà Ngài Thanh Lương, Đại sư Thanh Lương, Ngài đã viết ra để mà đã kết thúc cái phần mở đầu này. Thì Ngài mới nói rằng tấm 217, I return my life to the 10 directions and the 3 times utmost reach. To those modes, Kshetras, taming masters of perfect clarity. Quy mệnh thập phương cực tam tế, trần sát viên minh điều ngự sư. Okay. Lời bình. Thì Ngài mới nói rằng là quy mệnh, quy mạng. Thì đây là một cái điều rất là phổ biến ở trong Đạo Phật, là những người Phật tử họ tỏ cái lòng tin bằng cách là họ quy mạng. Quy mạng là họ dựa dẫm vào và họ return and rely, là mình quy và y. Quý vị quay trở về là tại vì là quý vị bị đi lạc, thành ra bây giờ quay trở về. Tại vì chúng ta là đã bị vô trong cái vòng luân hồi trong quá lâu đi, mà quý vị càng ở trong vòng luân hồi bao lâu thì quý vị quên mất đi là mình từ đâu tới, rồi quý vị quen thuộc với cái việc là quý vị cứ bị ở trong cái vòng luân hồi đó, rồi cho tới một lúc nào đó là quý vị mới nhận ra được là ồ, tôi là suốt cả cái thời gian đó là tôi đã bị đi lạc, cho nên là bây giờ là cái lúc mà tôi phải quay trở về để mà y quy y đối với Tam Bảo. Thì đây là những cái điều mà Tam Bảo có thể làm được cho quý vị, tại vì chúng tôi là cái nơi để mà quý vị có thể quay trở về để nương tựa, dựa vào, để mà được giúp đỡ, được ủng hộ, để mà có được sức mạnh. Cái này không có phải là chỉ là nói không đâu. Cái này không có phải là cái khái niệm ở trong đầu đâu. Mà cái vấn đề là quý vị có thể tới đây để mà quý vị nương tựa vào Tam Bảo.
thì phải có cái lợi lạc gì đó, phải đủ mạnh để quý vị có thể nương tựa vào. Được không? Rồi đưa quy y vào người thầy. Có nghĩa là cuộc sống của quý vị, cái thân mạng của quý vị là kết quả của cái việc dạy, cái pháp, cái trí huệ của cái pháp là khiến cho quý vị có khả năng đạt được những cái điều vi tế tuyệt vời ở trong cuộc sống của quý vị. Cho nên là quý vị mới nói là tôi là kết quả sản phẩm của sư phụ của tôi, và đây là những cái lời dạy trí huệ mà những người đi trước đã đạt được rồi. Có người đã nói là ô, tôi lợi lạc rất là nhiều từ những lời dạy của sư phụ. Tôi là hôm nay mà có được đây là những cái lời sợ nhờ sư phụ của tôi. Đây là cái phần biểu đạt của cái việc mà biết ơn, và nó cũng đến từ cái trí huệ nữa. Quý vị có thấy được cái sự khác biệt giữa những người thông thái và những người thông minh như quý vị hay không? Những người thông minh như quý vị là quý vị nghĩ là không có cái gì mà quý vị không có tự tìm mò được. Nhưng mà đơn giản đó là họ, những cái điều mà tốt nó xảy ra trong cuộc sống là thật ra là họ hiểu được, họ có được những cái điều này là do cái sự giúp đỡ của người thầy của họ. Cho nên vị đại sư này mới nói là tôi có được ngày hôm nay, những người mà cái tôi, bản thân tôi ngày hôm nay thì đây là do sư phụ của tôi, cho nên là tôi mới quy mạng. Quy mạng này là cũng có nghĩa là mình cúng dường cái thân mạng của mình. Cái thân mạng là cái điều quý giá nhất đối với con người, cho nên là Ngài cúng dường cái thân mạng của Ngài. Con cúng dường thân mạng của con. Đây là cái việc biểu hiện cái sự biết ơn tột cùng. Tại sao như vậy? Tại vì người thầy đâu có yêu cầu cái gì đâu. Chính vì vậy, thầy đã trải qua cái kinh nghiệm tương tự như vậy đối với sư phụ của thầy là Hòa Thượng Tuyên Hóa, và có thêm một vài người khác nữa. Những vị thầy giỏi là họ đều có những cái điều tương tự, là họ không bao giờ yêu cầu bất cứ cái gì từ quý vị cả. Họ không có dự tính là lấy cái gì từ quý vị hết đó, họ không có lừa gạt. Tại vì những cái điều mà họ làm là để mục đích lợi lạc cho quý vị, chứ còn không có phải là lợi lạc cho bản thân họ đâu. Cái đó là thầy phục sư phụ, cố ân sư của thầy Hòa Thượng, là Ngài là người duy nhất mà thầy biết được là tương tự như vậy. Cho nên là khi mà quý vị gặp được một người như vậy thì rất là dễ dàng mà quý vị cảm thấy là quý vị muốn quy y, quý vị muốn quy mạng ở họ. Thập phương này, mười phương này là tám hướng, rồi đông tây nam bắc, rồi ở giữa, rồi hướng trên và hướng dưới. Cho nên là quý vị có ba chiều. Tam tế này là ba đời, có nghĩa là đời quá khứ, đời hiện tại và tương lai, và tới cái chữ cùng cực này. Có nghĩa là tới tận cùng của không gian và thời gian.
Chính vì vậy mà bên tiếng Anh khi mà họ thông dịch Kinh Hoa Nghiêm, những cái lời dạy của Kinh Hoa Nghiêm thì họ nói là lời dạy tột cùng, thì có nghĩa là không có cái gì mà nó không có bao hàm cả. Tất cả mọi thứ đều bao hàm ở trong này. Tất cả mọi thứ theo những cái chiều cùng cực là đều bao hàm. Không có một cái gì mà nó nằm ở bên ngoài những cái lời giảng này hết. Cho nên là nó sẽ khiến cho quý vị thắc mắc, là nhắc nhở cho quý vị là không có cái sự phân biệt nào ở đây hết đó. Là không có cái thiên vị về bên chính trị hay là bên giới tính hay là social status gì hết đó. Mà tất cả mọi người là đều cộng ở trong này, hoàn toàn là dành cho hết tất cả mọi người. Cho nên là quý vị thấy không? Không có cần thiết là phải phân biệt cái gì hết á. Giàu hay nghèo gì cũng tương tự như nhau hết á. Đàn ông đàn bà cũng như nhau thôi. Thông minh hay là ngu si, những cái người đó thì cũng tương tự vậy. Thành công hay thất bại gì cũng tương tự thôi. Tại vì cái này nó chỉ là cái vấn đề của thời gian. Rồi là quý vị thành công bây giờ, nhưng mà trong tương lai quý vị thất bại, hoặc là quý vị thất bại bây giờ, thì trong tương lai quý vị thành công rồi cứ lên rồi cứ xuống như vậy. Cái đó là cuộc sống mà. Cho nên là nó sẽ khiến cho quý vị được thoải mái hơn. Quý vị suy nghĩ đi, tại sao mà quý vị quá chấp trước vào cái tình trạng bây giờ? Tại sao mà quý vị thực sự rất là muốn những cái điều mà quý vị muốn? Là tại vì là nó chỉ là tạm thời thôi, cái gì nó cũng sẽ thay đổi hết. Quý vị cảm thấy tệ là tại vì bây giờ nó không phải là những cái điều mà quý vị mong muốn đạt được, hiểu không? Nhưng mà là sau này nó cũng sẽ thay đổi thôi. Cái này chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tại sao mà thầy biết được như vậy? Là tại vì tất cả quý vị có quá nhiều phước báu đi, tất cả quý vị đã từng trồng rất là nhiều thiên phước rồi. Tất cả quý vị là đã trồng rất nhiều phước báu để mà đắc giác ngộ. Yeah. Thì quý vị nghĩ tại sao mà chúng ta lại làm những việc này? Cho nên là nó chỉ là vấn đề về thời gian thôi. Cho nên cái chữ mà cùng cực này là khái niệm của cái việc là hoàn toàn không có giới hạn gì hết trong đối với giáo pháp này. Đừng có mà hạn chế cái tâm suy nghĩ của quý vị. Đừng có thiện cận quá đi. Cái nói là tôi không có đạt được những cái điều mà tôi mong không có đạt được, là quý vị là chỉ có lo lắng về hiện tại thôi. Nhưng mà trong tương lai thì nó sẽ thay đổi, là nó sẽ được giống như những cái điều mà quý vị mong muốn. Cái đó là do cái phước báu. Cái lý do duy nhất mà để mà quý vị ở đây ngồi đây mà lắng nghe cái bài giảng của kênh này là tại vì quý vị có rất là nhiều phước báu. Nhớ không, cái người Sa-di đó cứ ngồi đó rồi trì tụng kinh rồi làm cái gì? Là cái người Sa-di đó là bảo vệ cái cõi trời trên đó. Quý vị nghĩ thử xem là cái cậu Sa-di đó tạo ra bao nhiêu là phước báu, cản trở cái sự hủy hoại, cản trở những cái khó khăn ở trên cõi trời. Nhờ từ cái việc tụng kinh thôi, thì như vậy đó là cái phước báu của cái người Sa-di. Đồng ý không? Đồng ý. Đơn giản là chỉ có chi tụng kinh này thôi. Mà quý vị là đã lắng nghe những cái bộ kinh này là trong vòng nhiều tuần, nhiều tháng rồi, thì quý vị tưởng tượng đi, quý vị có bao nhiêu cái phước báu. Đây là chỉ là vấn đề thời gian, rồi một ngày nào đó quý vị sẽ tự trở thành vua trời, vân vân, hoặc là
tốt hơn nữa là trở thành tổng thống của nước Mỹ. Mà thôi đi, Way Mountain có câu hỏi. Làm sao mà con tu được pháp môn Hoa Nghiêm? Nếu như mà không có cái sự hiểu biết tốt mà cũng không có được những cái sự thông dịch tiếng Anh tốt, thì thầy nói là bắt đầu bằng cái việc là lắng nghe giống như là đang là giảng kinh như thế này. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa, muốn tăng phước báo thì là trì tụng kinh này. Ví dụ như là mỗi ngày đều trì tụng. Ví dụ như là sau khi mà ông ăn trưa thì thầy khuyến khích là ông sẽ đi bộ để mà giúp cho cái việc là tiêu hóa thức ăn, thì trong vòng 15-20 phút thì khi mà đi bộ như vậy, thay vì mà suy nghĩ thì mình trì tụng kinh này đi. Rồi sau đó ông sẽ thấy được những cái chuyện tốt nó sẽ xảy ra đối với ông. Mà nếu như mà ông là phải sống một cái cuộc sống đạo đức chứ còn đừng có tạo nghiệp, được hay không? Vậy đơn giản vậy thôi. Rất là đơn giản. Nhưng mà đừng có cố gắng mà hiểu, chỉ có đơn, chỉ có trì tụng thôi, tấm 219. Rồi sau đó là thầy đó nó mới nói thêm dùng cái khái niệm gọi là trần sát. Trần sát này á là cái chữ trần sát này là có rất là nhiều những cái cõi Phật mà nhiều giống như là trần sát như vậy, nhiều giống như những hạt bụi. Thì mỗi một Phật độ như vậy là giống như là một dải thiên hà, mà trong vũ trụ là có vô lượng vô biên những cái dải liên hà. Và mỗi một cái dải thiên hà đó là do một vị Phật tạo ra. Và có vô lượng vô biên những vị Phật ở trong cái vũ trụ này. Cho nên là quý vị muốn theo phe của ai? Theo phe của các vị Phật hay là theo phe của Republican, bên đảng Cộng Hòa hay là đảng Dân Chủ? Quý vị thấy tuyệt vời hay không? Khi mà thầy mới bắt đầu rồi thầy mới nghĩ là có rất là nhiều những ma quỷ đang là đuổi theo thầy, thì bây giờ là những người Phật Bồ Tát đâu hết rồi, nhưng mà họ ở đó rồi, họ cứ nói này, ma quỷ dạy cho nó một bài học đi. Cho nên những cái người tốt là vô lượng vô biên, quý vị thấy không? Quý vị là cứ lo lắng nhiều quá về những cái bệnh tật của quý vị, hoặc là lo lắng về những cái sự mất mát nhỏ nhen của quý vị, mà quý vị không có nhận ra được là ở bên cạnh quý vị là có vô lượng vô biên những vị Phật và Bồ Tát. Đó là những cái điều mà bố mẹ của thầy không có bao giờ dạy cho thầy được. Những vị điều ngự sư này là một điều ngự sư là một trong 10 danh hiệu chung của các Đức Phật. Thì rồi điều ngự sư này là ám chỉ rằng là ngài là sư, là thầy dạy. Thầy là người mà giỏi trong cái việc mà thuần hóa, chế ngự cái tâm trí hoang dã của chúng sanh. Họ biết cách làm sao để mà thuần hóa cái sự hoang dã của chúng ta, tại vì họ có cái sự sáng suốt viên minh. Cái viên minh này là cái sự hoàn hảo rõ ràng,
mà cùng cực, mà hoàn toàn không có cái sự mê muội nào hết. Cái minh này là sáng sủa mà không, trong tâm không có một cái chỗ nào mà tối tăm hết. Mỗi một người trong chúng ta, cho tới khi mà chúng ta trở thành Đức Phật đó, thì trước đó lúc nào chúng ta cũng có những cái khoảng tối tâm ở trong tâm của quý vị mà chúng ta không thấy được, mà cũng còn là kể cả những vị Bồ Tát cũng vẫn còn có những cái khoảng tối như vậy. Nhưng mà một khi mà quý vị đã trở thành Phật rồi thì trong tâm của quý vị không còn một cái góc tối nào hết, cho nên là mới gọi là viên minh, là không có một cái gì có thể gây ra được sự mê muội, không có gì có thể khiến cho Đức Phật mê muội nữa. Và đây là đến từ cái sự thực hành của họ, có nghĩa rằng tại sao mà cứ nói là về cái hạnh viên minh này, có nghĩa là gì? Có nghĩa những vị thầy này họ khuyến khích chúng ta làm một số những cái điều gì đó, và bằng cách khi mà làm như vậy thì sẽ khiến cho chúng ta thấy được những cái bóng tối ở trong tâm của chúng ta. Ví dụ, chúng ta được dạy, một trong những bài học đầu tiên mà trong Phật giáo chúng ta được dạy là phải bố thí. Tại vì quý vị càng bố thí nhiều thì quý vị sẽ thấy được là trong đầu của quý vị là nó có cái sự bủn xỉn, nó đang là ẩn náu ở trong đó. Không cần biết là quý vị bố thí bao nhiêu, nhưng mà trong đầu quý vị vẫn có cái chỗ vẫn còn nói là tôi sẽ không có cho thêm nữa đâu. Nó phải có cái sự hạn chế trọng. Chính vì vậy mà ở bên Đại Thừa thì chúng ta có những cái pháp môn tu hành đặc biệt mà mục đích là để giúp cho chúng ta xả bỏ được những cái sự mê mờ ở trong cái tâm. Kể kế tiếp, tâm 220. Pháp giới công đức Đại Bi Vân Tỳ Lô Giá Na Đại Trí Hải. Thì lời bình nói rằng là Tỳ Lô Giá Na là tên của bên tiếng Phạn, ám chỉ là pháp giới, là pháp thân này là pháp thân của các ngài, là quý vị, là thầy, là pháp thân này là toàn cái pháp giới. Rồi pháp là gì? Pháp là tất cả mọi thứ. Tất cả mọi thứ mà cái pháp thân này là bao trùm hết mọi thứ và có hết mọi thứ, quý vị biết không? Thầy nhìn vô những tên gọi này cho tới khi mà ngày hôm nay là thầy gặp về những cái người mà đầu tư vô tiền cryptocurrency thì mới nói là pháp này là không phải là chỉ là pháp bên Phật pháp đâu, mà là ám chỉ tất cả mọi thứ. Ông kỹ sư, ông có thích giải thích như vậy không? Pháp này là không có cái gì mà nó ngoại trừ hết đó. Quý vị có thấy được cái sự khác biệt giữa tâm của Đức Phật này và tâm của chúng ta hay không? Còn cái tâm của chúng ta là phân biệt, chúng ta gọi vậy, có nhiều điều là khó có đi, thành ra là chúng ta không có bao dung được. Cho thầy cái ví dụ mà không có bao dung được, đối với thầy là rất là dễ. Từ cả năm nay là thầy cứ nói đi nói lại hoài à, là cái ông tổng thống cũ. Thầy đùa thôi. Quý vị thấy không? Mỗi một người trong chúng ta có những cái điều mà đối với chúng ta rất là khó để mà chúng ta có thể chấp nhận được.
đúng không? Ví dụ như là có người nói là cái này là không có công bằng, thì cô này là cô chỉ nói với thầy như vậy thôi, cái này là không có công bằng. Nếu như mà quý vị không có thể chấp nhận được cái sự bất công thì coi như là quý vị cũng vẫn là còn thiên vị rồi. Quý vị quá nhỏ mọn đi. Quý vị thấy không? Cho nên pháp ở đây là về cái công bằng, bất công bằng, giàu và nghèo, đẹp rồi xấu, thì là đủ mọi thứ ở trong đó, không có cái gì mà nó bị loại trừ ra ngoài hết á. Thì cái này nó có nói gì cho quý vị đây? Trí huệ rốt ráo là quý vị có khả năng bao dung, bao hàm hết tất cả mọi người, tất cả mọi thứ. Quý vị có thấy được hay không? Quý vị là quý vị quá bám chấp vào những cái điều đó là phải công bằng, phải nhìn đẹp. Quý vị không thể nào mà có cái bụng bự được. Sao mà nó tệ hại dữ như vậy? Quý vị thấy không? Quý vị không thể nào mà bao dung được hết. Còn trong khi đó là pháp thân này là đủ mọi thứ hết á. Tất cả mọi người đều bao hàm ở trong đó. Ma, quỷ hoặc là Bồ Tát, Đại Bồ Tát, đàn ông, đàn bà, trắng, đen, rồi châu Á, không phải châu Á, vân vân. Tất cả mọi người đều bao trùm ở trong đó mà quý vị có khả năng bao dung hết tất cả mọi người. Quý vị có làm được không? Tỳ lô giá na này là cảnh giới cuối cùng của cái sự chứng đắc, là lúc này là quý vị có khả năng bao dung hết tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ trở thành quý vị, cả những cái sự xấu xí, những sự bày hay. Đây là cái điều mà thầy cũng vẫn đang còn phải sửa chữa nữa. Quý vị thấy không? Chính vì vậy mà những vị Bồ Tát tới thế gian của chúng ta để mà có thể đối đầu với cái sự bày hay. Nói là tôi là đã tu cái này trong nhiều năm rồi, nhưng mà tôi không thể nào mà chịu nổi những cái người châu Á. Ý thầy nói là những người không phải châu Á, họ không bao dung được, mà họ rất là, cho nên là cần phải có rất rất là nhiều thời gian để mà họ xả bỏ được những cái thành kiến này. Có thể giết bao nhiêu thì giết, nhưng mà tôi sẽ không có đi tới đó đâu. Cũng không có đủ thời gian để mà nói về những cái nơi đó đâu. Cho nên tỳ lô giá na là cái khả năng mà quý vị có thể bao trùm hết tất cả mọi thứ. Thành ra là bây giờ là quý vị thấy không, thầy không có thể nào mà thầy nghỉ hưu được hết, là tại vì có rất là nhiều cái nơi để mà thầy phải bao dung những người bên vạn Phật thầy, những người lùn. Con nít, những đứa mà ồn ào. Quý vị thấy không? Nó không phải là thú vị hay sao? Cái điều thú vị là cái này nó rất là hào hứng, là tại vì nó sẽ khiến cho thầy cái cuộc sống rất là nhiều thử thách. Quý vị thấy không? Khi mà nhìn vô những cái sự hạn chế của bản thân rồi mới nói là tôi có thể làm được rất là nhiều thứ, trừ cái việc đó là tôi không thể nào mà chịu đựng nổi những người da trắng. Cảm ơn Chúa ngày hôm nay không có một người da trắng nào ở đây hết á. Quý vị thấy không? Có rất là nhiều những cái niềm vui mà quý vị thấy, nói là nhìn người ta là đang là
thờ phụng này nọ là Ngài là Chúa của con, Ngài là thế này thế kia, nhưng mà thầy cũng vẫn chưa thể mà bao dung được những cái người lùn hoặc là những cái người mà bày hầy giống như là quý vị. Cho nên là rất là nhiều thử thách. Thầy không có biết là quý vị như thế nào, nhưng mà đối với thầy, nếu như một buổi sáng mà thầy thức dậy mà thầy cứ phải làm cùng một thứ mỗi ngày như vậy, chẳng thà thầy chết đi. Thì đại khái là như vậy. Nhưng mà cái thách thức ở đây là mình có thể làm được những cái điều mà mình không thể nào làm được. Và quý vị thấy là rất là khó để mà làm. Thì những cái điều này là mới làm cho cuộc sống nó thêm phần thú vị. Là quý vị đối mặt mà không có bất cứ một cái sự hạn chế nào, nó sẽ khiến cho quý vị trở nên humble, nhã nhặn hơn. Rồi quý vị nhận ra được cái sự hạn chế của bản thân, rồi những cái sự thành kiến, định kiến của mình. Tỳ Lô Giá Na thì ở đây là họ nói là Tỳ Lô Giá Na có nghĩa là giống như là mây pháp, giống như là mây bao trùm. Thì khi mà quý vị nói tới những cái điều là tận cùng, rồi ví dụ như là từ bi, rồi bây giờ là mình phân biệt giữa đàn ông đàn bà đi, thì đàn ông là có nhiều đại bi hơn. Rồi công đức là quý vị cứ tiếp tục làm những cái điều thiện, điều tốt, rồi không có bao giờ mà nói là tại sao mà nó không có công bằng gì hết. Tôi đã làm nhiều cái việc tốt mà ông này ông chẳng có làm gì hết. Rồi là cũng phải được cứ tới chùa xong rồi ngồi cùng một chỗ giống như tôi. Tại sao mà cuộc sống là nó không có công bằng gì hết vậy? Tại sao mà tôi bỏ nhiều công sức cho cái nơi này mà cũng không có ai mà cảm ơn gì hết? Trong khi đó một người mới họ tới đó, rồi cô hiền liễu, rồi cô lăng xăng là làm ơn ăn đi này kia đi. Còn tôi ở đây mỗi ngày mà cô này cô lại gây khó khăn với tôi, rồi cô liếc xéo vợ của tôi, rồi cô la mắng tôi khi mà tôi không có chịu dọn dẹp lấy lau chùi. Cái này hoàn toàn là không có công bằng gì hết. Không có phải là cái cô hiền liễu này đâu nha, cô hiền liễu khác. Còn cô hiền liễu của chúng ta là hoàn thiện lắm, hoàn hảo. Được không? Cô đó, cô đang làm gì vậy? Ngủ gật hả cô Liễu? Dậy, dậy đi, đang có động đất kìa. Rồi chữ Na ở đây là có nghĩa là đại trí huệ. Rồi đại trí hải thì cái lúc này là Ngài đang là tán thán Tam Bảo. Thì Ngài mới nói là quý vị có biết không, Đức Phật là tuyệt vời lắm. Là nếu như mà tôi muốn nói về những cái điều, rồi những người mà superior, là cái điều đầu tiên mà tôi nghĩ tới là đó là Đức Phật. Rồi kế tiếp rồi nói là không những là chỉ có mỗi Đức Phật đâu, mà còn có Pháp Bảo nữa. Tấm 222. Rồi mới nói sở trụ thậm thâm chân pháp tánh, sở lưu viên mãn tu đà la. Thì Ngài mới nói rằng Đức Phật ở đây, Ngài an trụ trong một cái nơi mà thậm thâm nhất gọi là chân pháp tánh. Chân pháp tánh này là cái tánh chân thật của tất cả các pháp,
tất cả mọi thứ ở trong cái thế giới này đều có chân tánh. Thì trong cái đạo Phật đó, thì mình có cái khái niệm là cái tánh, là cái đó gọi là pháp tánh. Pháp tánh này hay là tất cả mọi thứ, thì mọi thứ là đều có một cái tánh chung gọi là pháp tánh. Tất cả chúng ta đều có. Mà viên mãn cũng giống như là bộ kinh này. Thì bản thân kinh này là hiện hiện ra. Đại khái là quý vị có thể thấy được trong cái viên giáo gọi là Kinh Hoa Nghiêm. Và chúng ta học được cái pháp tánh viên mãn, rồi kiến thức viên mãn ở trong cái bộ kinh này, không có cái gì mà nó không nằm ở trong này. Kế tiếp, rồi Ngài mới ca ngợi những người tăng. Nhất nhất Trần Phương Phật Hội Trung Phổ Hiền Văn Thù Chư Đại Sĩ. Tấm 225. Thầy nói là chỗ này thiếu mất một chữ Y. In Buddhism, you have the Buddhas who are the perfect attainment. Thì ở đây là mình có một thì có cái pháp gọi là Phật pháp. Phật pháp này là viên mãn ở trong cái việc tu hành mà được nói ở trong cái Phật pháp này. Cho nên quý vị có hai cái bảo của Tam Bảo. Thì cái việc thành tựu cao nhất là Đức Phật, rồi đến từ cái giáo pháp là Phật pháp. Rồi trên cái con đường đó thì chúng ta có những cái điều mà gọi là Tăng Bảo. Tăng này là những điều, là những người đại diện của Đức Phật. Bởi vì Đức Phật cũng giống như là nhà vua. Tại vì nhà vua là sẽ không có bao giờ mà nói riêng với mỗi một người trong chúng ta đâu. Họ đâu có thời gian đâu, mà chúng ta cũng không có xứng đáng để mà nói chuyện với vua nữa. Tại vì nhà vua có nhiều những cái điều quan trọng khác để làm. Cho nên họ sẽ gửi những người đại diện, những người đại sứ. Cho nên đó là chỗ mà những người tăng đoàn, họ sẽ là đại diện. Đại diện cho Đức Phật và đại diện cho Pháp. Ok. Đặc biệt, trong số những người đại diện thì chúng ta có những người đại diện rất là nổi tiếng, gọi là các vị Đại Bồ Tát, như là Phổ Hiền Bồ Tát và Văn Thù Bồ Tát. Đó là những vị Đại Bồ Tát. Đây là những người đứng đầu thượng thủ của bên tăng đoàn. Đấy là trong tăng đoàn là có cái cấp vai vế cao thấp. Tăng đoàn của Đức Phật thì bên Phật giáo là cũng rất là phân biệt. Họ nhận ra được theo cái cấp bậc, có một cái cấp bậc rất là rõ ràng mà không thể nào mà chối bỏ được, mà đã được bảo trì lưu truyền. Ví dụ những người đại sĩ là như là Phổ Hiền Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi,
Địa Tạng Bồ Tát vân vân. Họ là những người đại Bồ Tát, thật ra họ không có phải là Bồ Tát đâu mà họ là hóa thân của các vị Phật. So it's called the hide the great and manifest the small. Cho nên là cái sự vĩ đại của Đức Phật là họ che giấu lại mà họ chỉ cho quý vị thấy được một phần nhỏ của bản thân họ, là họ hiện thân ra những người Bồ Tát và tăng đoàn là đại diện. Có nghĩa là gì? Khi mà quý vị là những người đại diện, khi mà quý vị đại diện thì rất là quan trọng là quý vị phải nhớ là mình đang là đại diện cho điều gì, đại diện cho ai. Quý vị đang đại diện cho những vị thánh nhân, chúng ta đại diện cho những người thánh nhân, cho nên quý vị phải né làm những việc mà khiến cho họ mang tiếng xấu. Quý vị phải làm những cái điều mà xứng đáng để cho quý vị trở thành đại diện cho họ. Đây là cái chỗ mà trong cái thời mạt pháp, những người tăng ni họ quên mất rồi. Tại vì họ quá bận rộn trong cái việc mà những cái vật lộn với cuộc sống khó khăn, cho nên họ quên mất cái vai trò của họ. Ngay cả khi những người tăng ni mà họ chưa có đắc giác ngộ, nếu như mà họ vẫn còn làm những cái công việc của họ, nhiệm vụ của họ giống như là nhiệm vụ của người đại diện cho tăng đoàn, thì như vậy là họ xứng đáng để được nhận được của cúng dường và họ xứng đáng để được ủng hộ. Chúng tôi không có đòi hỏi những người tại gia nhận ra được cái điều này. Đây là quý vị, để mà khi mà quý vị nhìn vô bản thân ở trong gương. Này, đợi tí, quý vị không có được nhìn trong gương, nhưng mà quý vị nhìn lại bản thân mình đi. Ví dụ như là phản ánh lại trên mặt nước chẳng hạn, thì quý vị hỏi bản thân mình, tôi có xứng đáng là một người đại diện hay không? Tôi có phải là người xuất gia xứng đáng hay không? Tôi có xứng đáng để được gọi là đại đức hay không? Để thầy nói cho quý vị biết. Đại đức, thầy nhắc nhở quý vị, đại đức là những người mà họ tạo ra và họ có những cái điều mà hành xử đạo đức. Thầy giải thích cho quý vị hiểu trong cái buổi họp ở trong chùa là những người đại đức là những người mà tạo ra những cái sự hy sinh lớn lao. Thầy không có nói là chỉ có một cái ngôi chùa ở bên Đại Hàn đâu, mà quý vị phải hy sinh rất rất là nhiều cho tới khi trước khi mà quý vị đắc giác ngộ được. Cho nên vị đại sư này, Hòa Thượng Thanh Lương, mới nói rằng tôi rất là tôn trọng như tất cả những người trong tăng đoàn, có nghĩa là những vị đại Bồ Tát và cả những người mà chưa có đắc giác ngộ giống như chúng ta, những người mà ở đây để mà trở thành những người đại diện, thì như vậy thì người ta mới có cơ hội để mà tới gần được Tam Bảo. Được không? Câu hỏi ý kiến gì không? Hết thời gian rồi. Ok, mình cũng không có xong được mấy cái này. Còn bao nhiêu tấm nữa? Ồ, mình cũng chưa có xong nữa hả? 33. Tấm 33. Thôi, chúng ta cũng chưa xong. Thôi, để lần tới vậy. Ok. Câu hỏi cuối cùng, ý kiến gì hay không? YouTube, nói đi. Kyungko asks, Master, is there only one Dharma body shared by all Buddhas, or they each have one?
Thì hỏi là chỉ có một pháp thân là chia sẻ cho tất cả các vị Phật đều chia sẻ, hay là chỉ có một pháp thân đó, mỗi người có một pháp thân? Thầy nói thầy không có phải là Phật, nhưng mà thôi chúng ta cứ nói đi, là một vị Phật đó, là có pháp thân là tất cả mọi thứ, còn một vị Phật khác đó, là cũng có một cái pháp thân khác mà có hết tất cả mọi thứ. Thì nếu như mà nói về một cách logic á, là họ đều có cùng một pháp thân. Thì như vậy á, là gạt bỏ được hết tất cả những cái sự cạnh tranh, những cái sự ganh ghét, những cái sự đấu tranh, hoặc là những sự phân biệt. Cho nên pháp thân ở đây á, là một pháp thân cho tất cả các chư Phật. Ok, cảm ơn tất cả mọi người. Thôi chúng ta đứng dậy để làm lễ hồi hướng công đức, hồi hướng vãng sanh.